UAV ồ ạt tập kích vào Crimea, Nga khai hỏa vòng không để đánh chặn. Bộ Quốc phòng Nga thông báo vào ngày 29 tháng 10 theo giờ địa phương. Vào đêm, các hệ thống phòng không đã ngăn chặn nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái vào các cơ sở trên lãnh thổ Liên bang Nga. Các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ đã phá hủy 36 chiếc máy bay không người lái của Ukraine trên Biển Đen và khu vực phía tây bắc bán đảo Crimea. Hiện chưa có báo cáo về bất kỳ thiệt hại hoặc thương vong nào trên mặt đất sau vụ tấn công và các quan chức địa phương vẫn chưa bình luận về vụ việc. Gần đây, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào Crimea trong những tháng gần đây. Theo quân đội Nga, vào ngày 13 tháng 9, Ukraine đã tấn công một xưởng đóng tàu Sevastopol bằng tên lửa hành trình, làm hư hại tàu hải quân. 9 ngày sau, một tên lửa tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen ở Sevastopol. Moscow cũng đã nhiều lần cáo buộc Ukraine nhiều lần sử dụng xuồng không người lái để tấn công cơ sở hạ tầng của Nga. Xuồng không người lái cũng nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng như cầu Crimea. Cây cầu này bị hư hại nặng nề trong một cuộc tấn công vào tháng 7, nhưng đã được sửa chữa và mở cửa trở lại hoàn toàn vào đầu tháng này. Người phát ngôn tình báo quốc phòng Ukraine cho biết Nga đang sử dụng Crimea làm trung tâm hậu cần, do đó bán đảo này trở thành mục tiêu hợp pháp của Ukraine. Mục đích cuối cùng của chúng tôi là giành lại Crimea. Trong bài phát biểu qua video tại Hội nghị an ninh ở Cộng hòa Séc vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ tiếp tục gây sức ép quân sự lên Crimea. Trong khi đó, Nga đã nhiều lần cảnh báo Ukraine sẽ phải hứng hậu quả khốc liệt nếu tìm cách giành lại quyền kiểm soát Crimea. Moscow cũng tuyên bố Crimea là vấn đề không thể thương lượng được.